kính chào quý vị đến với bản tin ngày 28 tháng 10 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Vatican cho biết Đức Thánh Cha đồng ý thăm Canada để hòa giải với người dân bản địa. Nhân viên kiện văn phòng của Thủ hiến Jason Kenney cáo buộc quấy rối tình dục và say xỉn. Công đoàn Y tế của Alberta ra báo động đỏ về tình trạng khủng hoảng do thiếu nhân sự vắc xin sẽ không bắt buộc đối với giáo viên, nhân viên trường học khi tình hình Covid-19 của Quebec được cải thiện. Nguyên nhân của 8 ca tử vong do bệnh não bí ẩn ở New Brunswick được xác định. Ngân hàng Canada báo hiệu lãi suất có thể tăng sớm hơn dự kiến. TDC dự kiến sẽ cắt giảm dịch vụ khi lệnh bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 có hiệu lực. Một chiếc máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc chính phía bắc thành phố Toronto. Thành phố Surrey tại tỉnh PC khiến cho người dân bị sốc vì khoản tiền phạt 3.000 đô la vì cắt tỉa cây quá mức. Canada có 4 trong 10 thành phố giá cả phải chăng nhất và 4 trong số những thành phố có giá cả đắt nhất ở Bắc Mỹ. Vancouver đứng đầu trong danh sách đắt đỏ nhất. Hoa Kỳ cấp hộ chiếu đầu tiên có phân loại giới tính X. Rau đắt hơn thịt heo khiến cho người tiêu dùng ở Trung Quốc lo lắng khi chi phí tăng công ty khởi nghiệp Nhật Bản nhắm tới người dùng siêu xe với chiếc xe Hoverboy 700 ngàn Mỹ Kim. Điện đàm Anh Việt, Thủ tướng Johnson khuyến nghị Việt Nam bỏ dần điện thang và ngăn phá rừng. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất được phát hành tại Canada. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã cho phát hành video clip bác sĩ Khôi trả lời tất cả các câu hỏi về sức khỏe mà quý vị đã gửi đến cho kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị chú ý đón xem. Nếu quý vị và các bạn yêu thích chương trình này, chúng tôi xin quý vị hãy cho chúng tôi một cái like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Tòa thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Francis đồng ý thăm Canada để hòa giải với người bản địa. Trong khi Đức Giáo Hoàng Francis có thể đến thăm Canada trước bối cảnh những lời kêu gọi ông xin lỗi về vai trò của giáo hội công giáo tại các trường học nội trú cho người bản địa, các nhà lãnh đạo bản địa nói rằng chuyến thăm của ông phải hơn là một cử chỉ để có tác động đến quá trình hòa giải. Vatican cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng Đức Giáo hoàng Francis sẵn sàng thăm Canada sau khi Hội đồng giám mục Công giáo Canada mời ngài tới vì mục đích của quá trình hòa giải với dân tộc người bản địa. Đức Giáo hoàng bày tỏ sự sẵn sàng đến thăm vào một ngày không xác định. Yêu cầu Giáo hoàng xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo là một trong 94 lời kêu gọi hành động của Ủy ban Sự thật và Hòa giải, được đưa ra vào năm 2015. Pam Palmer là chủ tịch quản trị người bản xứ tại Đại học Ryerson, nói rằng Đức Giáo hoàng Francis chỉ đến thăm Canada là không đủ. Theo bà, Ủy ban Sự thật và Hòa giải đã nói rất cụ thể về việc ông không chỉ đến đây mà còn đưa ra lời xin lỗi, cung cấp khoản tiền cần thiết để thực hiện tất cả việc tưởng niệm và xác định danh tính của những ngôi mộ không giấu, cũng như bồi thường cho các nạn nhân. Bà Palmader nói rằng, Giáo hoàng nên nhận toàn bộ trách nhiệm về vai trò của Giáo hội Công giáo trong việc giúp điều hành những trường nội trú và đặc biệt xin lỗi về nạn diệt chủng và lạm dụng kinh hoàng đã xảy ra trong các trường học đó. Theo Ủy ban Sự thật và Hòa giải, trường nội trú cuối cùng ở Canada đóng cửa vào năm 1996, với hơn 150.000 trẻ em thuộc nhóm First Nations, Métis và Inuit buộc phải theo học tại các cơ sở giữa những năm 1870 và năm 1996. Bà Rose LeMay là giám đốc điều hành của nhóm Hòa giải bản địa, mong đợi một lời xin lỗi từ Đức Giáo Hoàng trong tương lai, có thể là trong chuyến thăm tiềm năng của ông tới Canada. Bà cho rằng đây là một bước tiến tốt trong con đường chữa lành vết thương của người bản địa. Chính phủ Canada đã chính thức xin lỗi về hoạt động của trường nội trú vào năm 2008. Ngoài ra, thì các nhà thờ Presbyterian, Anglican và United đã xin lỗi về vai trò của họ trong việc giúp điều hành các trường học này. Nhân viên kiện văn phòng của thủ hiến Jason Kenney cáo buộc quấy rối tình dục và say xỉn. Một cựu nhân viên cơ quan lập pháp Alberta đang kiện văn phòng thủ hiến nói rằng cô đã phải chịu đựng văn hóa công sở độc hại và bị sa thải vì đã nói lên những vấn đề mà cô ấy thấy ở đó. Các cáo buộc trong vụ kiện của Ariela Kemal bao gồm các bộ trưởng và nhân viên trong các văn phòng lập pháp quấy rối tình dục và uống rượu nhiều cũng như tuyên bố rằng các nhân viên cấp cao trong văn phòng Thủ Hiến đã bịa ra tin đồn về cô, góp phần khiến cô bị chấm dứt hợp đồng. Kim Mao đã làm việc với tư cách là chánh văn phòng cho Bộ trưởng Việc làm, Kinh tế và Đổi mới từ tháng 8 năm 2020 cho đến khi bị sa thải vào tháng 2 năm 2021. Cô đã làm việc với chính phủ UCP của Thủ Hiến Jason Kenney từ tháng 5 năm 2019. Văn phòng của Thủ hiến Kenny là văn phòng giám sát chịu trách nhiệm về các bộ, bản thân của Thủ hiến Kenny không có tên trong vụ kiện. Tuyên bố cho biết vào giữa tháng 10 năm 2020, cô Kimel phát hiện Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp là ông Devin Trishan đang uống rượu với một chánh văn phòng trong văn phòng của ông. Sau đó họ gặp nhau tại một văn phòng bộ trưởng khác, nơi các bộ trưởng và nhân viên tham dự có vẻ rất say. Sau khi họ rời khỏi văn phòng, bộ trưởng đã đối mặt với cô về sự can thiệp và hung hăng mắng cô đến mức cô rơi nước mắt và một người ngoài đã can thiệp. Hai ngày sau, một nhóm nhân viên khác gặp nhau để uống rượu trong văn phòng bộ trưởng Bộ Y tế. Đêm đó, Ivan Bernardo, là cố vấn chính của bộ trưởng, được cho là đã đưa ra bình luận không phù hợp về tình dục với một trong những nhân viên nữ của cô Camel. Tuyên bố cũng cáo buộc ông Bernardo đã có quan hệ không phù hợp với những phụ nữ khác trong tòa nhà. Pam Livingston là chánh văn phòng thủ hiến nói rằng chính phủ không thể bình luận về các vấn đề nhân sự bí mật. Việc cô Kemal bị chấm dứt hợp đồng không liên quan đến các vấn đề trong vụ kiện của cô ấy và họ sẽ trả lời đầy đủ các cáo buộc trước tòa. Văn phòng của Thủ hiến Kenny cũng đã hứa sẽ khởi động một cuộc đánh giá độc lập về các chính sách nhân sự đối với các nhân viên chính trị. Các nhân viên chính trị hiện đang được yêu cầu phải được đào tạo tại nơi làm việc. Tuyên bố không đề cập đến hành vi bị cáo buộc của Bộ trưởng Trishan. Trong khi đó thì công đoàn y tế cấp cứu của Alberta ra báo động đỏ về tình trạng khủng hoảng do thiếu nhân sự. Công đoàn đại diện cho nhân viên y tế trong tỉnh cho biết các dịch vụ cấp cứu đang bị kéo quá sức và có sự chậm trễ đáng kể trong việc đưa xe cấp cứu đến những người cần. Theo Hiệp hội Khoa học Y tế Alberta (HSAA) đã có ít nhất 135 cảnh báo đỏ, tức là các tình huống không có xe cứu thương để ứng phó ở tỉnh Alberta trong khoảng thời gian 50 ngày từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10. Hiệp hội Khoa học Y tế Alberta cho biết dữ liệu của họ được thu thập trực tiếp từ nhân viên y tế thông qua trang Facebook của dịch vụ cấp cứu và có nhiều khả năng có nhiều cảnh báo màu đỏ hơn trong thời gian đó mà không được báo cáo. Tình trạng khan hiếm xe cấp cứu là do thiếu nhân viên y tế. Theo Hiệp hội thì hiện có 290 ca làm việc của nhân viên cấp cứu còn trống trong tỉnh trong tuần này. Phần lớn các cảnh báo đỏ xảy ra ở hai thành phố lớn nhất của tỉnh, 61 ở Calgary và 35 ở Edmonton. Nhưng tổng cộng, có 66 cộng đồng đã trải qua thời kỳ không có xe cứu thương. Trong số 135 cảnh báo màu đỏ, 52 cảnh báo kéo dài ít nhất 30 phút, trong đó có 22 cảnh báo với thời lượng vượt quá 1 giờ. Dịch vụ y tế Alberta xác nhận đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng cuộc gọi tăng 30% vào năm 2021. Nhưng mã mà màu đỏ không có nghĩa là xe cấp cứu sẽ không được điều động. Theo AHS, dịch vụ y tế Alberta, hầu hết các báo động đỏ chỉ kéo dài trong vài phút và sẽ được giải quyết ngay sau khi nhân viên cấp cứu hoàn thành nhiệm vụ hoặc rời khỏi bệnh viện. Dịch vụ y tế hiện đang cung cấp dịch vụ làm thêm giờ tự nguyện và có kế hoạch thuê thêm 100 nhân viên y tế trên toàn tỉnh. Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Y tế Alberta dự kiến thảo luận về tình trạng của các dịch vụ khẩn cấp ở Alberta với Bộ trưởng Y tế Jason Coppin vào ngày 1 tháng 11. Vaccine sẽ không bắt buộc đối với giáo viên, nhân viên trường học khi tình hình COVID-19 của Quebec được cải thiện. Với sự lây lan của COVID-19 ở Quebec dường như đã nằm trong tầm kiểm soát, tỉnh này quyết định không bắt buộc tiêm phòng đối với nhân viên trường học. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Bộ Y tế của tỉnh cho biết họ đặc biệt khuyến cáo các nhân viên nên tiêm vaccine, tuy nhiên họ không tin rằng bắt buộc tiêm chủng là cần thiết. Trong các phiên đe... trong các phiên điều trần trong các phiên điều trần của cơ quan lập pháp được tổ chức vào tháng 8, chính phủ Quebec đã tìm hiểu ý tưởng yêu cầu tiêm chủng cho nhân viên trường học. Tháng trước, tiến sĩ Horacio Aruda, giám đốc y tế công cộng của tỉnh Quebec, đã yêu cầu các trường học trên toàn tỉnh nắm bắt dữ liệu cá nhân của các nhân viên của họ để biết được mức độ bao phủ tiêm chủng tại các cơ sở đó. Theo bộ, quyết định này dựa trên thực tế là tình hình dịch tễ ở Quebec đang được cải thiện, dịch bệnh bùng phát ở các trường học đã được kiểm soát và hậu quả của việc nhiễm coronavirus ít nghiêm trọng hơn ở trẻ em trong đầu tuổi đi học. Bộ cũng cho biết tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 ở các trường học ở mức cao với 90% nhân viên trong khu vực công và tư được coi là đã tiêm chủng đầy đủ. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chính phủ khi bắt bắt buộc nhân viên phải được tiêm chủng, các nhân viên y tế có thời gian cho đến ngày 15 tháng 11 để tiêm chủng đầy đủ, nếu không họ sẽ bị đình chỉ công tác mà không được trả lương. Ban đầu các nhân viên y tế có thời gian tới ngày 15 tháng 10 để tiêm phòng, nhưng tỉnh đã cho họ thêm một tháng vì lo ngại khủng hoảng nhân sự vì có khoảng 22.000 công nhân không được tiêm chủng đầy đủ vào thời điểm đó. Hôm thứ Hai, Thủ hiến François Legault cho biết thời hạn ngày 15 tháng 11 cũng có thể được lùi lại. Có thêm viện trợ quân sự tới Saskatchewan giữa làn sóng thứ tư của COVID-19. Lực lượng quân đội Canada gọi tắt là CAF đang cử thêm người tới giúp Saskatchewan đối phó với đợt Covid-19 thứ tư. Vào tuần trước, Thủ tướng Justin Trudeau và Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Liên bang ông Bill Blair đã thông báo trên Twitter rằng quân đội sẽ được triển khai tới Saskatchewan để giúp các bệnh viện quá tải để đối phó với số lượng bệnh nhân chăm sóc đặc biệt nhiều một cách bất thường. Saskatchewan trước đó đã thông báo rằng một số bệnh nhân COVID-19 cần được chăm sóc đặc biệt đã được chuyển tới Ontario để nhường chỗ cho các bệnh nhân khác. Dự kiến sẽ sớm có thêm thông tin về việc có thêm hỗ trợ bổ sung. Vào cuối tuần qua, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng đã xác nhận rằng ngoài việc cử 6 y tá chăm sóc đặc biệt đến để làm việc tại các phòng ICU ở Saskatchewan, quân đội còn có thể giúp chuyển bệnh nhân ra khỏi tỉnh hôm thứ Ba. Một chiếc máy bay RCAF CC-130J Hercules được nhìn thấy lan đậu trên đường băng tại sân bay Saskatoon khi các nhân viên y tế và nhân viên mặc quân phục di chuyển một bệnh nhân ra khỏi xe cứu thương và lên máy bay. Ngoài việc viện trợ quân sự, còn có thêm 480 y tá Saskatchewan làm việc trong các phòng ICU, Thủ hiến Scott Mow cho biết. Thêm vào đó là nỗ lực của cơ quan y tế Saskatchewan để nhanh chóng đào tạo 60 cho tới 70 y tá để triển khai cho các ICU của Saskatchewan, cũng như tuyển dụng thêm 32 y tá làm việc theo hợp đồng. Saskatchewan thường chỉ có 79 giường bệnh nhân dành cho khu chăm sóc đặc biệt, tính tới thứ hai, Saskatchewan có tổng cộng 116 bệnh nhân ICU, trong đó 71 người mắc COVID-19 và 45 người không mắc COVID-19. Đến thứ ba, sau khoảng một tuần chuyển bệnh nhân, số lượng bệnh nhân trong ICU mắc COVID-19 đã giảm xuống còn 69, từ 83 người vào ngày 19 tháng 10. Các ca mắc mới đang giảm dần ở tỉnh PC khi đại dịch dần dần ổn định. Một nhóm độc lập nghiên cứu về mô hình cho biết, họ tin rằng đại dịch phần lớn đã ổn định ở tỉnh PC. Số ca đang giảm và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy trong những tuần tới. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ tư, nhóm COVID-19 Monitoring Group tại PC cho biết mức độ các ca mắc đang giảm với tốc độ khoảng 2% mỗi ngày. Báo cáo cho biết quy định về khẩu trang và các hạn chế về y tế công cộng trong khu vực đã giúp ổn định các ca bệnh. Các hạn chế y tế công cộng đó giống như các hạn chế đã được áp dụng ở các vùng phía bắc của tỉnh. Nhóm nghiên cứu mô hình bao gồm các chuyên gia từ UPC, Simon Fraser University và University of Victoria, hy vọng các ca mắc bệnh ở tỉnh này sẽ giảm xuống khi những người được tiêm chủng gần đây sẽ tăng cường khả năng miễn dịch trong 3 tuần tới. Dự báo bao gồm khu vực đang gặp khó khăn là Northern Health Authority. Khu vực này đã xảy ra tình trạng bệnh viện bị quá tải trong những tuần gần đây. Nhóm nghiên cứu cảnh báo, mặc dù số ca bệnh hàng ngày có vẻ ổn định, nhưng nó vẫn ở mức cao. Trung bình có 628 ca mới mỗi ngày trong tháng 10. Tỷ lệ tiêm chủng cũng đã chậm lại sau khi tăng đột biến do tin tức về thẻ phát sinh của PC được đưa ra sử dụng vào tháng 9 nhóm cho biết PC có thể phải đối mặt với sự gia tăng các ca bệnh một lần nữa nếu công chúng ngừng đeo khẩu trang hoặc là nếu có một biến thể mới xuất hiện. Các chuyên gia cũng cho biết các yếu tố theo mùa như mọi người dành nhiều thời gian hơn trong nhà khi thời tiết xấu đi cũng có thể gây ra rủi ro. Và sau đây là cập nhật nhanh tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 27 tháng 10, Canada báo cáo thêm 2.521 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở Canada lên mức 1.706.904. Có thêm 3.176 ca được báo cáo hồi phục trong ngày. Hiện có 24.898 ca còn bệnh, có thêm 40 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 28.881 người cho đến nay có hơn 58,4 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 29,7 triệu người, tức là hơn 77,8% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, và trên 73,5% dân số đã tiêm hai liều. Khoảng 88,8% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 84% đã tiêm cả hai liều. Tỉnh BC có thêm 599 ca bệnh mới và 6 ca tử vong, Alberta thì có 645 ca bệnh mới và 10 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan có thêm 223 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Manitoba có 130 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Ontario báo cáo 321 ca bệnh mới và 10 ca tử vong. Trong khi đó, tỉnh Quebec thì có 478 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Tại vùng Đại Tây Dương, trong ngày thì Newfoundland báo cáo có 20 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Nova Scotia có 26 ca bệnh mới trong khi New Brunswick có 57 ca bệnh mới và 1 ca tử vong, Prince Edward Island có 2 ca bệnh mới, Yukon có 10 ca bệnh mới và Northwest Territories cũng có 10 ca bệnh mới. Nguyên nhân của 8 ca tử vong do bệnh não bí ẩn tại New Brunswick được xác định. Một nhà thần kinh học người đã kiểm tra cái chết của 8 người ở tỉnh New Brunswick Ban đầu được mô tả là mắc một chứng bệnh thần kinh bí ẩn, nói rằng những cái chết đó thực sự là từ những căn bệnh đã biết. Bản tóm tắt của nghiên cứu do tiến sĩ Gerard Johnson thuộc Đại học Ottawa dẫn đầu, được đăng trên trang web của Hiệp hội các nhà nghiên cứu về bệnh hệ thần kinh Canada. Cho biết, các trường hợp ban đầu là chẩn đoán lâm sàng bị phân loại sai. Vào tháng 3 thì các quan chức y tế tỉnh New Brunswick đã cảnh báo với các bác sĩ, y tá và dược sĩ của tỉnh về một nhóm cư dân mắc hội chứng thần kinh mới và có các triệu chứng tương tự như bệnh creutzfeldt Jacob. Nghiên cứu của tiến sĩ Janssen chỉ ra rằng, những người chết mắc các bệnh bao gồm các bệnh thái hóa thần kinh và ung thư đã biết. Các vấn đề sức khỏe bao gồm bệnh Alzheimer, ung thư di căn, thoái hóa não trước, bệnh thể Lewy và bệnh mạch máu. Chính quyền tỉnh New Brunswick đã ra mắt một trang web vào tháng 4 để cập nhật cho công chúng về hội chứng thần kinh không rõ nguyên nhân này. Các quan chức y tế có một cuộc họp báo dự kiến vào thứ tư tuần sau để thảo luận về tình hình điều tra của họ. Trong khi đó thì trong cuộc họp báo vào thứ tư, Bộ trưởng Y tế New Brunswick là bà Dorothy Safar cho biết Báo cáo dịch tễ học mới cho thấy không có liên kết về thực phẩm, hành vi hoặc tiếp xúc với môi trường nào mà gây ra các triệu chứng của hội chứng não bí ẩn. Bà nói, những gì chúng tôi muốn truyền đạt ngày hôm nay, đặc biệt là với các bệnh nhân và gia đình của họ, là công việc của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Bà Shepard cho biết, bà đang chờ đợi kết quả của một nghiên cứu khác đang được thực hiện bởi một ủy ban giám sát gồm 6 nhà thần kinh học và báo cáo dự kiến sẽ được phát hành vào đầu năm 2022. Và liên quan đến tình hình kinh tế Canada, Ngân hàng Canada báo hiệu lãi suất có thể tăng sớm hơn dự kiến. Ngân hàng Trung ương Canada cảnh báo lạm phát sẽ tiếp tục cao hơn dự báo trước đó và báo hiệu rằng một đợt tăng lãi suất có thể đến sớm hơn dự kiến. Theo đó, họ dự báo tỷ lệ lạm phát hàng năm sẽ tiếp tục gia tăng trong suốt thời gian còn lại của năm, trung bình là 4,75% và là 3,4% vào năm tới. Thúc đẩy sự gia tăng giá cả là các yếu tố toàn cầu đã phá vỡ chuỗi cung ứng, đẩy chi phí cho các công ty và hạn chế nguồn cung hàng hóa có nhiều người yêu cầu. Ngân hàng dự kiến vấn đề nguồn cung tồi tệ nhất sẽ xảy ra vào cuối năm nay, tăng thêm áp lực và giá xăng và khí đốt tự nhiên cao hơn, và giá một số dịch vụ trực tiếp như là khách sạn và giá vé máy bay tăng trở lại. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada là ông Tiff McClam cho biết giá cao hơn đang là thách thức đối với người dân Canada, khiến họ khó trang trải các hóa đơn, nhưng việc tăng giá sẽ giảm bớt khi các vấn đề tạm thời tự biến mất. Và nếu không, ông cho biết ngân hàng có thể và sẽ hành động để giữ lạm phát trong tầm kiểm soát và đưa nó trở lại vùng an toàn. Ngân hàng cho biết nền kinh tế đã phục hồi đủ để họ có thể chấm dứt chương trình mua trái phiếu, nhưng sự phục hồi vẫn chưa hoàn tất. Đó là lý do tại sao họ vẫn giữ lãi suất chính sách chủ chốt ở mức 0,25%. Trong bản báo cáo triển vọng của mình vào thứ tư, ngân hàng cho thấy lãi suất có thể bắt đầu tăng sớm nhất là vào quý 2 năm 2022. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều không chắc chắn. Ngoài ra, Ngân hàng Canada đã cắt giảm kỳ vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay xuống 5,1%, so với dự báo trước đó là 6%. Tăng trưởng trong năm tới dự kiến sẽ đạt 4,3%, giảm so với dự báo trước đó là 4,6%. Mặc dù Canada đã khôi phục được 3 triệu việc làm bị mất do COVID-19 vào năm ngoái, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở trên mức trước đại dịch. Đồng thời, một số người sử dụng lao động đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng công nhân Điều mà ngân hàng cho biết có thể sẽ kéo dài khi ngày càng nhiều người không có việc làm, tìm cách đào tạo lại kỹ năng và rời bỏ các ngành như là nhà hàng và quán bar vốn đang cần người lao động. Cho đến nay thì tăng trưởng tiền lương vẫn bằng hoặc thấp hơn mức trước đại dịch, nhưng ngân hàng đang theo dõi liệu điều đó có thay đổi khi các doanh nghiệp cố gắng thu hút nhân tài và trở thành động lực của lạm phát hay không. hơn 100 container vận chuyển rơi khỏi con tàu chở hàng bị tê liệt ở ngoài khơi PC. Mức độ nghiêm trọng của một thảm họa biển ngoài khơi đảo Vancouver Island còn tồi tệ hơn nhiều so với mức báo cáo đầu tiên. Các email được gửi vào tối thứ ba cho thấy chủ tàu chở hàng Jim Kingston đã đánh giá thấp số lượng container vận chuyển bị rơi khỏi tàu trong một cơn bão. Ban đầu, lực lượng bảo vệ bờ biển Canada báo cáo rằng 40 container đã rơi khỏi con tàu khi biển động và gió lớn vào ngày thứ Sáu. Nhưng hiện tại có vẻ như đã có hơn 100 container đang trôi dạt ngoài khơi ở đảo Vancouver Island. Con tàu Jim Kingston gặp nạn vẫn neo đậu ngoài khơi Victoria. Sau khi các container bị trượt, tàu cũng bị cháy nghiêm trọng bên trong các container trên tàu. Ngọn lửa tiếp tục cháy âm ỉ trong các thùng lần cuối cùng một trong những container trôi dạt được phát hiện vào ngày 24 tháng 10 khi container ở gần đảo Heskia phía tây bắc Tofino. Do lỗ thông hơi của các container cho phép nước vào, lực lượng bảo vệ bờ biển không hy vọng bất kỳ container nào được thu hồi. Hàng bên trong các container bao gồm đồ trang trí Giáng sinh, ghế sofa, bàn poker, các bộ phận xe hơi bằng kim loại, quần áo, đồ chơi, thảm tập yoga, ván trèo đứng và các bộ phận công nghiệp và các mặt hàng linh tinh khác. TTC dự kiến sẽ cắt giảm dịch vụ khi lệnh bắt buộc tiêm phát sinh COVID-19 có hiệu lực. Ủy ban Giao thông Toronto, gọi tắt là TTC, cho biết họ dự kiến sẽ cắt giảm dịch vụ khi lệnh bắt buộc tiêm phát sinh COVID-19 có hiệu lực vào tháng tới, họ đã phát triển lịch trình tạm thời có tính đến những nhân viên sẽ không đủ điều kiện làm việc sau khi chính sách này có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11. Theo tuyên bố của TTC, sì, điểm mấu chốt trong những cân nhắc khi lập kế hoạch cho dịch vụ tạm thời sắp tới là ưu tiên các tuyến đường đông đúc nhất và những thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Đặc biệt là trên mạng lưới xe bus. Các tuyến đường đó bao gồm Wilson, Jane, Eglinton, Finch và Lawrence cùng với những tuyến khác. Các tuyến đường khác sẽ thấy sự thay đổi ở những mức độ khác nhau, tương tự như các điều chỉnh theo mùa được thực hiện vào mùa hè và tháng 12. Tuyên bố cho biết các thay đổi về thời gian chờ đợi sẽ ở mức độ tối thiểu và mức độ hành khách sẽ nằm trong tiêu chuẩn dịch vụ của TTC. Giờ hoạt động thì không thay đổi, lịch trình cập nhật sẽ được đăng trên trang web của TTC. TTC lưu ý rằng lượng người đi xe hiện ở khoảng 50% mức trước đại dịch. 88 trong số 15.090 nhân viên của TTC đã chia sẻ tình trạng tiêm chủng của họ, bao gồm gần 86% nhân viên công đoàn và 94% nhân viên không công đoàn, đại đa số đều được tiêm chủng đầy đủ những nhân viên chưa được chủng ngừa hoặc là những người chưa chia sẻ tình trạng vắc xin của họ vào cuối ngày 20 tháng 11 sẽ được nghỉ không lương và sẽ bị sa thải vào ngày 31 tháng 12 nếu họ không tiêm các mũi theo yêu cầu hoặc thông báo tình trạng của mình lúc đó. Máy bay bắt buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc chính phía bắc thành phố Toronto một chiếc máy bay nhỏ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc chính ở phía bắc thành phố Toronto vào sáng thứ Tư. Cảnh sát của tỉnh Ontario Kerry Schmidt cho biết, chiếc máy bay do một phi công và một người hướng dẫn đã cất cánh vào khoảng 11 giờ sáng từ sân bay thành phố Buttonville ở Markham, tỉnh Ontario. Nhưng một vài phút sau khi cất cánh, nó bắt đầu gặp sự cố cơ học sau khi chuyển từ bình sang bên trái sang bên phải và phải hạ cánh trên một đoạn đường 10 làng xe của Highway 407 phía đông của đại lộ Woodboy. Cả hai người trên máy bay đang hướng tới Grimsby, Ontario khi sự cố bắt đầu xảy ra và họ ngay lập tức thông báo cho cơ quan kiểm soát không lưu. Khi họ nhìn lại sân bay nơi họ đã cất cánh và nghĩ rằng họ không thể quay lại, vì vậy họ quyết định đưa máy bay xuống đoạn đường cao tốc. Ông Smith gọi đây là cách thức đối phó điển hình theo sách giáo khoa. Chiếc máy bay Piper Warrior PA-28 thuộc những năm 1970 gần đây đã được bảo dưỡng và nhận được giấy chứng nhận hoạt động tốt. Cảnh sát cho biết không có ai bị thương và không có thiệt hại nào đối với chiếc máy bay hoặc là bất kỳ phương tiện nào trên mặt đất. Thành phố Surrey, BC khiến người dân bị sốc với khoản tiền phạt 3.000 đô la vì cắt tỉa cây quá mức. Hãy cẩn thận khi cắt tỉa cây của bạn, đặc biệt là nếu bạn sống ở thành phố Surrey, tỉnh BC. Hai cư dân thành phố Surrey đã bị sốc, đã liên lạc với mặt láp lên on your side sau khi mỗi người trong số họ bị phạt 3.000 đô la vì cắt tỉa quá mức một cái cây trong sân trước của họ. Ông Sean McMullen và người hàng xóm là cô Amy Neisser sống trong một khu phố yên tĩnh trong 14 năm qua Họ nói rằng họ đã giữ cho sân vườn của mình được gọn gàng và cây cối của họ được cắt tỉa. Cô Nicer cho biết một số cây quá to. Khi cô nhận xét về những cây mà thành phố Surrey cho phép công ty xây dựng phát triển nhà trồng trên lô đất phía trước có kích thước rất nhỏ của họ. Cây mộc lan Magnolia của ông Macmolin đã phát triển to quá mức. Ông nói rằng nó đã phá hủy các rãnh nước của ông ấy và ông ấy phải thay thế chúng với chi phí là hơn 2.000 đô la chúng có xu hướng mọc rất hoang dã, ông nói. Mỗi năm từ lúc chúng tôi sở hữu ngôi nhà này, chúng tôi đã phải cắt tỉa nó lại và nó mọc khỏe mạnh và đầy hoa. Nhưng ngoại trừ vào tháng năm vừa qua, ai đó đã phàn nàn và hai cư dân này đều nhận được một điều bất ngờ qua thư. Đó là thành phố Surrey đã phạt mỗi người 3.000 đô la, yêu cầu họ phải trả hoặc chặt cây và thay thế bằng chi phí của họ cô niser nói rằng chúng tôi rất kinh ngạc đó không phải là trò đùa ông Molin đã gửi một email đến thành phố yêu cầu nói chuyện với ai đó về án phạt này thay vào đó thì ông ta nhận được thư trả lời rằng đơn kháng cáo của ông đã bị từ chối từ chính bộ phận đã đưa ra khoản tiền phạt cô niser và ông Molin được đưa ra một lựa chọn họ có thể trả khoản tiền phạt lớn hoặc họ có thể chặt bỏ cây của mình trả 129 đồng 99 sen cho giấy phép trồng cây và trả khoản đặt cọc 550 đô la sẽ được hoàn lại sau khi cây mới được trồng và kiểm tra hai lần ông Molin cho biết thành phố đã đe dọa sẽ áp dụng khoản phạt vào thuế tài sản property tax của chúng tôi nếu chúng tôi không giải quyết khoản nợ thành phố Surrey từ chối thực hiện một cuộc phỏng vấn trên máy quay để trao đổi với CTV News về khoản tiền phạt này Tuy nhiên, trong một email, họ cho biết họ không đưa ra lời cảnh báo trước với hai cư dân này vì hai cây đã bị cắt tỉa quá mức, có quá nhiều cành bị cắt bỏ, bao gồm phần trên 50% tổng chiều cao của cây. Thành phố nói rằng cây có thể suy yếu và chết. Thành phố đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào và từ chối ghé đến nhà hai cư dân này lần thứ hai nói rằng họ có đủ thông tin và không đưa ra bất kỳ lựa chọn thay thế nào khác để chống lại hình phạt, ngoài quy trình kháng cáo mà họ nói rằng họ đã tiến hành. Ngoài ra thì ông McMullin và cô Nizer nói rằng không ai ở thành phố, từ hành chính đến văn phòng thị trưởng, à, dành thời gian để giải thích đầy đủ về quyết định của mình cho họ. Cô Nizer nói rằng nếu chúng tôi trả khoản tiền phạt 3.000 đô la mà chúng tôi sẽ không thực hiện, điều đó có nghĩa là... Chúng tôi giữ cây và nếu nó không chết, bạn sẽ phải trả lại cho chúng tôi 3.000 đô la có đúng không? Không có câu trả lời nào. Ông Mặc Mô lên nói thêm, à, và tôi không nghĩ rằng điều này là công bằng, hợp lý hoặc phục vụ lợi ích cho cộng đồng để áp dụng những khoản phạt nặng như thế này đối với những công dân lao động chăm chỉ của thành phố Siri Tiền phạt có quá đáng không? Để so sánh, thì tiền phạt đua xe đường phố và lái xe nguy hiểm stunt driving có thể khiến bạn bị phạt 1.996 đô la và 1.000 đô la cho việc điều hành một căn hộ chưa đăng ký ở thành phố Surrey. Vào năm 2020, thành phố Surrey đã ban hành 271 hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ cây. 85 trong số đó là vì cắt tỉa quá mức hoặc chặt cây. Vậy, cư dân có thể tìm đến đâu để được giúp? Một lựa chọn mà mọi người có thể tìm đến là cơ quan thanh tra độc lập tỉnh BC, là cơ quan BC Person Theo thanh tra viên Jay Chalk cho biết, họ có quyền tài phán đối với mọi chính quyền địa phương trong tỉnh. Cơ quan thanh tra tỉnh BC nhận được khoảng 8.000 khiếu nại mỗi năm. Năm năm trước, cơ quan thanh tra độc lập này đã ban hành hướng dẫn, thực thi theo luật và các phương pháp hay nhất cho chính quyền địa phương nếu công dân có khiếu nại, họ có thể nộp khiếu nại cho thanh tra viên. Chúng tôi xác định, theo quan điểm tốt nhất của chúng tôi, liệu chính phủ có đối xử công bằng với người dân đó hay không, theo ông Chalk cho biết. Và đó là một lựa chọn mà ông McMullen và cô Neisser sẽ cân nhắc để tiến hành. Có những thành phố tự quản khác có luật bảo vệ cây cối, chẳng hạn như ở Vancouver, tiền phạt là từ 500 đến 10.000 đô la bao gồm cả việc cắt tỉa quá mức. Tuy nhiên, không giống như thành phố Surrey, tòa án sẽ quyết định hình phạt cuối cùng cho các trường hợp được chuyển sang truy tố, chứ không phải một người đưa ra tiền phạt. Về tình hình bất động sản ở Canada, Canada có 4 trong số 10 thành phố giá cả phải chăng nhất và 4 trong số những thành phố có giá cả đắt nhất Bắc Mỹ và Vancouver đứng đầu danh sách đắt đỏ nhất. Vancouver đã có mặt trong nhiều danh sách khác nhau về nhà ở có giá cả ngoài tầm với nhất trong nhiều năm và hiện đứng đầu một cuộc khảo sát do Oxford Economics công bố vào tháng này về các thành phố đắt đỏ nhất Bắc Mỹ. Báo cáo chỉ số khả năng chi trả nhà ở của nhóm Oxford kết luận rằng khả năng chi trả bị suy giảm ở gần như tất cả các đô thị của Hoa Kỳ và Canada trong quý 2 của năm 2021. Giá nhà điển hình của Canada cao hơn 35% so với khả năng vay của các hộ gia đình có thu nhập trung bình và trên thực tế, kết quả khảo sát của Oxford cho biết khả năng chi trả ngày càng giảm nhanh chóng hơn ở Canada so với ở Hoa Kỳ. Trong khi nhóm kinh tế có trụ sở tại Vương quốc Anh này kỳ vọng giá nhà ở Canada sẽ ổn định, họ kỳ vọng lãi suất thế chấp mortgage gia tăng sẽ tiếp tục thách thức khả năng chi trả. Mặc dù thị trường nhà ở đã hạ nhiệt phần nào nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm, danh sách bán nhà ở khu vực Toronto đã giảm 34% so với tháng 9 năm 2020 và giảm 29,5% ở Vancouver, góp phần vào mức giá cao lịch sử. Chỉ số khả năng chi trả cho nhà ở của Oxford, dựa trên 0,9 đến 1,1 là giá cả phải chăng, đã tăng 5 điểm trong quý 2 từ 1,30 lên 1,35 và đã tăng 10 điểm trong năm qua. Cuộc khảo sát cho thấy 8 trong số 9 đô thị Canada chứng kiến khả năng chi trả xấu đi. Dẫn đầu là thành phố Vancouver đã tăng 6 điểm. Tiếp theo là thành phố Montreal tăng 5 điểm, Toronto tăng 5 điểm, Ottawa tăng 4 điểm và thành phố Hamilton, tỉnh Ontario đã tăng 3 điểm. Mặc dù Montreal đã trải qua tình trạng không có khả năng chi trả ngày càng gia tăng, nó không được xếp hạng trong 10 thành phố hàng đầu. Nhóm Oxford cũng dự đoán chỉ số khả năng chi trả cho Canada sẽ tăng thêm 10 điểm lên 1,45 vào quý 2 của năm 2022. Và dưới đây là số liệu thống kê trong tháng 9 của từng thành phố riêng lẻ, thu thập được từ các tổ chức môi giới khác nhau. Ở thành phố Quebec, số lượng bán đã tăng 29% so với quý 2 năm 2020 lên 360.840 đô la cho một ngôi nhà, một gia đình. Thành phố Montreal, doanh số bán nhà ở Metro Montreal đã giảm 28% trong tháng trước do số lượng niêm yết giảm. Giá trung bình của một ngôi nhà cho một hộ gia đình là 607.232 đô la. Ở Ottawa, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020 dẫn đến giá trung bình bao gồm tất cả các loại nhà lên 639.900 đô la. Toronto, giá bán trung bình cho tất cả các loại nhà cộng lại đã tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1.136.280 đô la. Thành phố Hamilton, giá trung bình ở vùng Hamilton Burlington là 981.678 đô la, nơi doanh số bán hàng đã giảm 30% so với cùng kỳ năm trước đó. Tại Winnipeg, giá trung bình vào tháng 9 năm 2021 đã tăng 3% lên mức 339.974 đô la và giảm 24% về số lượng nhà được bán ra. Trong khi đó, thành phố Edmonton, giá chuẩn ở khu vực Greater Edmonton là 345.200 đô la, tăng 5% so với tháng 9 năm 2020. Thành phố Calgary, tính đến tháng 9, tổng giá chuẩn cho khu dân cư là 457.900 đô la cao hơn 8% so với năm ngoái. Tại Vancouver, thì điểm chuẩn tổng hợp của chỉ số giá nhà MLS là chỉ số HPI cho tất cả các bất động sản nhà ở của Metro Vancouver là 1.186.100 đô la, tăng 13,8% so với tháng 9 năm 2020. Trong số 30 khu vực đô thị Bắc Mỹ, nhóm Oxford cho biết các thành phố sau đây là nằm ngoài tầm với Thứ nhất là Vancouver, tiếp theo là Boise, Idaho, tiếp theo là Toronto, Portland, Oregon, tiếp theo là thành phố Hamilton của tỉnh Ontario, kế tiếp là Las Vegas, San Jose và Los Angeles. Còn các thành phố mà có giá cả phải chăng nhất, đứng đầu là Chicago, tiếp đến là Quebec của Canada, Columbus, Edmonton của Canada, Atlanta, Winnipeg Canada, Dallas. Calgary, Canada và Nashville là các thành phố trong danh sách thành phố có giá cả phải chăng nhất. Chỉ số của Oxford cho Hoa Kỳ là tăng 3 điểm lên 0,77, với giá thấp hơn 23% so với khả năng vay của các hộ gia đình có thu nhập trung bình. Khả năng chi trả được dự đoán sẽ giảm nhẹ với chỉ số quốc gia của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng lên 0,80 vào cuối năm tới. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine. Mời quý vị ghé đến trang mạng culturemagazine.com để đọc thêm các chuyên mục khác. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm like, comment và share cho nhiều người quen. Tiếp theo là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Cập nhật tình hình và những tin tức liên quan tới dịch COVID-19 trên thế giới. Thuốc tiêm chủng COVID-19 có thể được tiêm ở trẻ em thanh thiếu niên Hoa Kỳ trong vòng vài tuần. Nước đóng chai, vaccine và xe điện đang tạo lực đẩy cho những người kiếm tiền nhiều nhất ở Trung Quốc. Rau đắt hơn thịt heo khiến cho người tiêu dùng ở Trung Quốc lo lắng khi chi phí gia tăng. Công ty khởi nghiệp Nhật Bản nhắm tới người dùng siêu xe với chiếc Hoverbike 700.000 Mỹ Kim. Hoa Kỳ cấp hộ chiếu đầu tiên có phân loại giới tính X Hoa Kỳ đã phát hành hộ chiếu đầu tiên mà có chỉ định giới tính X đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc công nhận quyền của những người không xác định là nam hay nữ và hy vọng có thể cung cấp tùy chọn này rộng rãi hơn vào năm tới, theo Bộ Ngoại giao cho biết vào hôm thứ Tư. Dana Zim là một nhà hoạt động liên giới tính từ Fort Collins ở Colorado nói với AP trong một cuộc phỏng vấn rằng họ đã nhận được hộ chiếu. Kể từ năm 2015, Jim đã tham gia một cuộc chiến pháp lý với bộ ngoại giao để có được hộ chiếu mà không yêu cầu Jim nói dối về giới tính bằng cách chọn nam hay nữ. Trong khi Jim, 63 tuổi, cho biết cuối cùng cũng rất xúc động khi có được hộ chiếu, mục tiêu là giúp thế hệ tiếp theo của những người liên giới tính giành được sự công nhận là công dân có đầy đủ các quyền. Jim cho biết, "Tôi không phải là một trở ngại, tôi là một con người, đó là vấn đề." Jim được sinh ra với các đặc điểm giới tính không rõ ràng nhưng được lớn lên như một cậu bé và đã trải qua một số cuộc phẫu thuật không thành công để có vẻ ngoài hoàn toàn là nam giới theo hồ sơ tòa án Jim phục vụ trong hải quân với tư cách là nam giới nhưng sau đó được xác định là người liên giới tính khi đang làm việc và học tập tại đại học bang colorado và trước đó bộ ngoại giao đã từ chối cấp hộ chiếu cho Jim những người ủng hộ, người ca ngợi công việc của Jim cho biết, quyết định của Hoa Kỳ tham gia hơn một chục quốc gia hiện đã cho phép lựa chọn giới tính thứ ba, sẽ cho phép mọi người đi du lịch như chính con người thật của họ và có thể giúp họ an toàn hơn khi làm điều đó. Bộ ngoại giao Mỹ hiện cũng cho phép người nộp đơn tự chọn giới tính của mình là nam hoặc nữ không còn yêu cầu họ cung cấp chứng nhận y tế nếu giới tính của họ không khớp với giới tính được liệt kê trên các giấy tờ tùy thân khác của họ. Và sau đây là cập nhật tình hình và những tin tức liên quan đến dịch COVID-19 trên thế giới. Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 244,5 triệu người trên toàn cầu. Số người chết được xác nhận là hơn 4,96 triệu người. Hơn 6,92 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tại Úc, tất cả các công dân và thường trú nhân của Úc đã được tiêm phòng đầy đủ, sẽ có thể rời khỏi đất nước mà không cần có quyền miễn trừ đặc biệt kể từ ngày 1 tháng 11. Người Úc đã không thể đi du lịch nước ngoài trong 18 tháng trừ khi có sự miễn trừ của chính phủ. Thủ hiến bang Victoria là ông Daniel Andrews cho biết chính phủ của ông sẽ không xin giấy phép đi lại để cho phép các vận động viên quần vợt chưa được tiêm phòng thi đấu tại Australian Open. Các tay vợt xuất sắc nhất thế giới dường như bị kẹt giữa cuộc tranh chấp âm ỉ giữa chính phủ Úc và bang chủ nhà cho giải Úc mở rộng trong tháng Giêng, sau khi thủ hiến của bang Victoria cho biết ông sẽ không xin giấy phép cho phép các vận động viên chưa được tiêm chủng vào nước này. Ông Daniel Andrews đã vạch đường ranh giới của mình khi Thủ tướng Úc Ông Scott Morrison trước đó đã mở cửa cho những người chơi chưa được tiêm chủng, nói rằng họ có thể đến nước này với điều kiện trải qua kiểm dịch COVID-19 kéo dài 2 tuần. Tại châu Âu, các trường hợp COVID-19 mới được xác nhận hàng ngày đã đạt mức cao kỷ lục ở Bulgaria với 6.813 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine đã kêu gọi nhiều người hơn nên tiêm vaccine chống lại COVID-19 vì số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã đạt mức kỷ lục hàng ngày là 734 người vào ngày hôm qua. Cơ quan Y tế Công cộng của Liên minh châu Âu đã cảnh báo rằng mùa cúm sắp tới ở châu Âu có thể nghiêm trọng đối với người cao tuổi và những người có khả năng miễn dịch kém. Cơ quan này nói thêm rằng nó có thể gây ra gánh nặng lớn hơn cho các hệ thống y tế đã bị căng thẳng bởi COVID-19. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC cho biết, phân loại phụ được báo cáo chính của virus cúm ảnh hưởng đến người lớn tuổi và có liên quan đến hiệu quả vaccine thấp hơn. Patsy Pantinen, là người đứng đầu chương trình cúm của ECDC cho biết, việc phát hiện sớm chủng vi khuẩn E H3N2 là dấu hiệu cho thấy mùa cúm sắp tới có thể rất nghiêm trọng mặc dù chúng tôi không thể biết chắc chắn mùa cúm sắp tới sẽ như thế nào. Ông Pantinen cũng kêu gọi các nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 và bệnh cúm. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là bà Janet Yellen và Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Indrawati cho biết các nền kinh tế lớn nhất thế giới nên tạo ra một diễn đàn để tạo điều kiện phối hợp toàn cầu cho đại dịch tiếp theo. Hai bên cho biết trong một bức thư gửi các đồng nghiệp ở nhóm các quốc gia 20 thành viên G20, một cơ sở tài chính mới để bắt kịp các mối đe dọa mới xuất hiện cũng nên được tạo ra. Diễn đàn sẽ cho phép các bộ trưởng y tế và tài chính hợp tác và phối hợp tốt hơn trong việc phòng ngừa, phát hiện, chia sẻ thông tin và bất kỳ phản ứng cần thiết nào. Thuốc chủng ngừa COVID-19 có thể được tiêm ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ trong vài tuần tới giám đốc điều hành của Moderna là Stephen Pencil cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước hội nghị sức khỏe toàn diện của Reuters sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11, vắc xin COVID-19 có thể sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ trong vòng vài tuần nữa. Moderna có kế hoạch sẽ sớm nộp đơn xin cấp phép theo quy định riêng của Hoa Kỳ ở trẻ em từ 6 đến 11 tuổi Benso có hy vọng rằng nhóm tuổi này có thể bắt đầu nhận được các mũi tim của Moderna vào cuối năm nay. Moderna dự kiến sẽ công bố dữ liệu từ nghiên cứu vaccine của mình cho trẻ em từ 6 tháng cho tới 6 tuổi vào cuối năm nay hoặc là đầu năm 2022. Moderna đã nộp đơn xin phép Hoa Kỳ về việc cho những người từ 12 tới 17 tuổi vào tháng sau, Dữ liệu tích cực từ một thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em từ 6 cho tới 11 tuổi được công bố vào tuần này, nhưng vẫn chưa nộp đơn đăng ký cho các cơ quan quản lý cho nhóm tuổi này. Trong khi trẻ em bị bệnh nặng hoặc là tử vong do COVID-19 tương đối hiếm so với người lớn, một số ca chuyển biến phức tạp và nhiễm bệnh ở trẻ em chưa được tiêm chủng đã tăng lên do biến thể Delta dễ lây truyền của coronavirus. Hôm thứ ba, một nhóm cố vấn của FDA đã ủng hộ việc sử dụng mũi tiêm Pfizer ở trẻ em từ năm tới 11 tuổi. Điều đó vẫn cần sự cho phép của FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Benso cũng cho biết ông hy vọng những người trên 50 tuổi sẽ cần tiêm phòng tăng cường COVID-19 hàng năm bắt đầu từ năm 2023 vì khả năng bảo vệ chống lại virus sẽ suy yếu theo thời gian. Một số chuyên gia nói rằng không rõ liệu mũi tiêm nhắc lại có cần thiết trên diện rộng hay không. Nước đóng chai, vaccine và xe điện đang tạo lực đẩy cho những người kiếm tiền nhiều nhất ở Trung Quốc. Nước đóng chai, phát triển vaccine, nền tảng video ngắn TikTok và công nghệ xe điện đã đưa những người kiếm tiền vào danh sách người giàu của Trung Quốc năm nay, khi các trùm bất động sản và những người khác đang phải đối mặt với sự giám sát của pháp luật. John Sensen là người đứng đầu trong danh sách người giàu Trung Quốc năm 2021, được công bố hôm thứ Tư với tài sản cá nhân 60,6 tỷ Mỹ Kim nhờ giá trị của các công ty niên yếp của ông. Người sáng lập ByteDance, John Yiming, nhà sản xuất pin CATL, Chủ tịch John Yuchun và Jack Ma, người sáng lập Alibaba Group và Ant Group ra khỏi top 5. Jack Ma, trước đó đã đứng đầu danh sách người giàu trong 3 năm điều hành, đã tuột hạng sau khi Ant Group tạm dừng đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chịu mức phạt kỷ lục đối với Alibaba vì hành vi độc quyền với việc lĩnh vực bất động sản lớn hơn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm vốn sau một cuộc đàn áp quy định về việc vay nợ quá mức và mua đất. Báo cáo Huron cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu biên soạn báo cáo vào năm 1999, một nhà phát triển bất động sản không nằm trong top 10. Tại đất nước 1,4 tỷ dân, chỉ có 2.769 người có giá trị hơn 2 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 313 triệu Mỹ Kim mỗi người, báo cáo cho biết. Người có sự tăng hạng nhiều nhất trong top 100 là Luo Liquo, giám đốc điều hành của công ty sản phẩm năng lượng mặt trời Hoshai Silicon Industry Co. Người đã nhận giá trị tài sản rồng của mình lên 6,5 lần từ vị trí 220 lên vị trí thứ 21. Chính quyền Biden đầu năm nay đã cấm Hoa Kỳ nhập khẩu nguyên liệu của Hoshai vì lý do cáo buộc lao động cưỡng bức người duy ngô nhĩ và các nhóm thiểu số Hồ giáo khác ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Trước hành động này, Trung Quốc cho biết họ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và ích lợi của các công ty của mình. Trang của Biden sở hữu nền tảng video ngắn TikTok đã tăng gấp 3 lần tài sản của mình so với năm ngoái lên 52,8 tỷ đô la và có khả năng sẽ chiếm vị trí số 1 trong năm tới. rau đắt hơn thịt heo khiến cho người tiêu dùng Trung Quốc lo lắng khi chi phí tăng. Giá rau đang gia tăng tại Trung Quốc sau khi mưa lớn làm ngập úng cây trồng trong tháng này, làm dấy lên sự lo ngại về giá của lương thực tại thời điểm người tiêu dùng phải gồng mình gánh chịu chi phí năng lượng tăng trong thời gian mùa đông tới. Những trận mưa lớn bất thường đã trút xuống các vùng đất ở phía bắc của Trung Quốc vào tháng 9 và đầu tháng này, làm ngập tỉnh Sơn Đông đứng đầu về trồng rau. Giá rau Bina đã tăng từ 6,67 nhân dân tệ một ký vào hồi tháng 9, bây giờ đã lên tới 16,67 nhân dân tệ mỗi ký. Giá bông cải xanh, dưa chuột và bắp cải cũng tăng hơn gấp đôi trong những tuần gần đây giá cả tăng vọt là một chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người đã nói rằng rau củ hiện nay có giá cao hơn cả thịt heo, một loại thịt chủ lực của quốc gia này. Sự gia tăng vào thời điểm lạm phát ngày càng được giám sát chặt chẽ đang khiến cho các quan chức chính phủ ở Bắc Kinh lo ngại, những người đang muốn bảo đảm nguồn cung lương thực đầy đủ trước mùa đông. Trung bình thì giá rau ở thủ đô đã tăng 39,8% kể từ tháng trước, trong khi một số loại rau tăng hơn 50%, chính quyền thành phố cho biết hôm thứ ba. Các nhà chức trách ở Bắc Kinh đã cảnh báo rằng giá có thể tăng hơn nữa trong vài tuần tới do cần phải đi xa hơn về phía nam để tìm nguồn cung cấp sau khi nhiệt độ giảm và giá xăng dầu đang tăng làm tăng chi phí vận chuyển. Mặt khác, giá than ở Trung Quốc đã tăng gần 190% trong năm nay do nguồn cung khang hiếm cộng thêm mưa lớn làm ngập hàng chục mỏ than ở phía bắc. công ty khởi nghiệp Nhật Bản nhắm tới người dùng siêu xe với chiếc motorbike gọi là hoverbike 700 000 đô la Mỹ. Một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản do cầu thủ bóng đá Keisuke Honda hậu thuẫn hy vọng sẽ thuyết phục được những người tiêu dùng giàu có đổi siêu xe của họ để lấy một chiếc hoverbike, tức là chiếc xe bay trị giá 77,7 triệu yên, tức là 680.000 đô la Mỹ đã được rao bán vào thứ ba chiếc X Turismo Limited Edition của công ty khởi nghiệp máy bay không người lái, có tên là ALI Technologies, có trụ sở tại Tokyo, được trang bị một động cơ thông thường và bốn động cơ chạy bằng pin và hứa hẹn sẽ bay trong 40 phút với tốc độ lên đến 100 km một giờ. Công ty khởi nghiệp có sự hỗ trợ của các công ty công nghiệp nặng ký là Mitsubishi Electric và Kyocera đã trình diễn chiếc xe bay với một chuyến bay ngắn cách mặt đất vài mét tại một đường đua gần núi phú sĩ giám đốc điều hành là ông Daisuke Katano nói rằng trong thời gian tới việc sử dụng nó sẽ bị giới hạn ở một số địa điểm và sẽ không được phép bay qua những con đường chật trội của nhật bản nhưng chiếc xe bay này có thể được sử dụng bởi các đội cứu hộ để đến những địa điểm khó tiếp cận nguồn vốn đang đổ vào các công ty khởi nghiệp từ Joby Aviation có trụ sở tại California, đến Air của Israel, những người hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên vận chuyển hàng không cá nhân từ máy bay phản lực đến taxi bay. Thành công thương mại cho ALI Technologies mà các nhà cung cấp bao gồm nhà sản xuất động cơ Kawasaki Heavy sẽ giúp củng cố lợi thế công nghiệp của Nhật Bản trong bối cảnh thế hệ chuyển dịch sang công nghệ mới như xe tự vận hành và xe điện. trong cuộc điện đàm giữa Anh và Việt Nam, Thủ tướng Johnson khuyến nghị Việt Nam bỏ dần điện thang và ngăn phá rừng. Trong cuộc điện đàm hôm 26 tháng 10, Thủ tướng Anh Boris Johnson khuyến nghị chính phủ Việt Nam cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức zero vào năm 2050 và tiếp tục thực hiện các bước để loại bỏ dần điện thang và chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, theo BBC News. Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Boris Johnson và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu COP26 được tổ chức từ đầu tháng 11 tại Glasgow, Anh Quốc. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị này. Theo thông cáo báo chí của chính phủ Anh, hai bên đã thảo luận về vai trò hàng đầu trong khu vực của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu hai nhà lãnh đạo ghi nhận mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam và cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược của hai nước, bao gồm cả về quốc phòng và an ninh. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sự hỗ trợ gần đây của Vương quốc Anh về vaccine và trang thiết bị y tế cho cuộc chiến chống COVID-19. Hai bên nhất trí tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết đại dịch toàn cầu, tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước, dựa trên nền tảng Hiệp định Thương mại Tự do Anh Việt và kế hoạch gia nhập khối thương mại CPTPP của Vương quốc Anh. Vương quốc Anh cũng đã cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức zero vào năm 2050. Ông Boris Johnson đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ lượng điện của Vương quốc Anh sẽ đến từ các nguồn sạch. Vương quốc Anh là quốc gia dẫn đầu thế giới về điện gió ngoài khơi, Chính phủ Anh cho biết sẽ không có xe chạy, xăng và động cơ diesel mới nào được bán từ năm 2030. Trong khi xu hướng chung trên toàn thế giới là bỏ nhiệt điện chạy than do chúng hủy hoại môi trường, Việt Nam dường như chưa có động thái gì tích cực để tham gia vào tiến trình này. Bên cạnh những nhà máy điện than cũ, Việt Nam đang tiếp tục cho xây thêm các nhà máy mới. Dự án nhà máy điện than 2 cây tranh cãi ở Vũng Áng cuối cùng sẽ chính thức được khởi công vào tháng 12 năm 2021 theo Reuters. Sản lượng điện từ các nhà máy điện than của Việt Nam có thể được nâng lên gấp đôi vào năm 2030 theo bản dự thảo chiến lược phát triển mà Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt hồi giữa tháng 10. Giới quan sát cho rằng dự thảo này cho thấy Việt Nam chắc chắn tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào điện than để phục vụ phát triển kinh tế. Vào thời điểm mà các nhà tài chính và công ty bảo hiểm đang từ chối hỗ trợ các dự án điện than mới vì tác động khủng khiếp của chúng tới biến đổi khí hậu. Giữa tháng 10 thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo trong bối cảnh trữ lượng nhiên liệu hóa thạch đang giảm dần. Là một quốc gia đang phát triển còn nhiều khó khăn, Việt Nam đang xây dựng một lộ trình hài hòa và cân đối để chuyển đổi năng lượng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải carbon, Reuters trích lời ông chính. Lộ trình hài hòa của ông Phạm Minh Chính là vào năm 2030, điện thang chiếm 31,4%, trong khi điện từ khí tự nhiên chỉ chiếm 22,4%, thủy điện là 20%, năng lượng tái tạo là 25,7%. Trong bài viết có tiêu đề Có phải Việt Nam nghiện điện thang? South China Morning Post cho hay các nhà máy điện than của Việt Nam chủ yếu được tài trợ bởi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số ít từ Mỹ. Sản lượng điện từ các nhà máy điện than hiện đáp ứng 50% nhu cầu điện tại Việt Nam. Hiện chỉ có khoảng 12% điện ở Việt Nam được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời và gió. Không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng, các nhà máy điện than tại Việt Nam được cho là đã gây ra 4.359 ca tử vong sớm vào năm 2017. Theo một nghiên cứu năm 2020 về chất lượng không khí và sức khỏe của tổ chức phi chính phủ phát triển bền vững Green ID có trụ sở tại Hà Nội, một con số mà tổ chức này dự kiến có thể tăng nếu có thêm các nhà máy điện than. Việt Nam đã bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em trong nỗ lực mở cửa lại trường học. Khoảng 1.500 thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi ở Sài Gòn là những người dưới 18 tuổi được tiêm thử nghiệm trước khi chương trình tiêm chủng được triển khai trên toàn quốc vào tháng 11, theo Bộ Y tế cho biết trên trang web của mình. Trong giai đoạn đầu, Việt Nam mới chỉ phê duyệt vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em. Theo báo cáo, cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký vào đơn đồng ý cho con em họ được chủng ngừa. Tuần trước, thì Bộ đã phê duyệt tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Những thanh thiếu niên có tuổi lớn hơn ở các thành phố đông dân hơn sẽ được ưu tiên tiêm những liều đầu tiên. Có khoảng 14 triệu trẻ em Việt Nam trong độ tuổi đó. Theo báo cáo thì các em sẽ được tiêm tại trường học và những trẻ không đi học sẽ được tiêm tại các bệnh viện nhi. Việt Nam đã đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục vào tháng 5 khi một đợt bùng phát do biến thể Delta lan rộng khắp cả nước, không có cụ thể để mở cửa trở lại các trường học, nhưng chính phủ đang đặt mục tiêu là đầu năm 2022. Đề xuất nói lại hoàn toàn các tuyến xe buýt của Sài Gòn. Trung tâm quản lý giao thông công cộng Sài Gòn đã thông báo rằng tất cả các tuyến xe buýt trong thành phố sẽ được phép hoạt động trở lại trước ngày 15 tháng 11 vì tình trạng Covid đã được giảm bớt. Trung tâm đã trình lên Sở Giao thông Vận tải thành phố một kế hoạch từng bước để mở lại tất cả các tuyến xe buýt trong thành phố và điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu đi lại của người dân cũng như diễn biến của đại dịch. Từ ngày 25 tháng 10 cho tới ngày 1 tháng 11, dự kiến sẽ khôi phục 16 tuyến xe buýt quan trọng, kết nối các bến xe lớn, bến xe trung tâm kinh tế ở phía Nam. Từ ngày 8 tháng 11, 29 tuyến đường khác sẽ mở lại nếu tình trạng đại dịch tiếp tục cải thiện, tiếp theo là các tuyến đường nối các khu công nghiệp, khu chế xuất và chợ Đồng mối. Từ ngày 15 tháng 11, 41 tuyến xe buýt còn lại sẽ được đưa vào hoạt động trở lại. Các tuyến xe số 50 52 và 86 mà hành khách chủ yếu là học sinh, sinh viên sẽ chạy lại khi học sinh được phép đi học. Tất cả các tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 4 giờ sáng cho tới 7 giờ tối hàng ngày và có 70% công suất thông thường. Chính quyền tại thành phố Sài Gòn cũng sẽ thảo luận với các đối tác ở các địa phương lân cận về việc nối lại các tuyến xe buýt liên tỉnh. Do thành phố đã đạt được kết quả khả quan trong công tác phòng chống đại dịch, bốn tuyến xe buýt đã được khôi phục tại huyện Cần Giờ vào ngày 5 tháng 10 và 8 tuyến khác đã hoạt động trở lại vào ngày 25 tháng 10. Tuy nhiên, lượng khách dọc theo các tuyến đường này khá thấp. Cập nhật tình hình COVID tại Việt Nam Tính tới 5 giờ chiều ngày 27 tháng 10 giờ địa phương, Việt Nam ghi nhận có thêm 4.411 ca bệnh mới và có thêm 54 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc từ đầu dịch tới nay là 900.585 ca, số ca tử vong là 21.856 và số ca phục hồi là 812.314 ca. Các nơi có số ca nhiễm cao nhất là Sài Gòn có thêm 357 ca, Bạc Liêu 136 ca, Sóc Trăng là có thêm 98 ca. Số liều vắc xin được tiêm chủng tổng cộng đã hơn 75.900.000 liều trong đó tiêm một mũi là hơn 53 triệu 700 ngàn liều và tiêm mũi 2 là hơn 22 triệu 200 ngàn liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng tỷ giá hối đoái. Hôm nay một Canada bằng 0,8111 Mỹ Kim và bằng 0,6964 euro một Canada bằng 18.510,94 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 83,87 đồng 87 Mỹ Kim một thùng. Và giá dầu thô Brent là 86,06 đồng Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngai ở mức 1.787,41 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 28 tháng 10 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày cùng với các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.